xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bé Út Chibi nha. Và video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với chị kiểm tra đơn hàng của các bạn đã đặt ngay. Hello, xin chào cô Hồng ở Hưng Yên. Cô Hồng có đặt cho bé nhà mình là một cái đồng hồ báo thức màu xanh này. Đồng hồ báo thức màu xanh có cương rất là lớn luôn á. Đây là cái pin thì có cái tặng kèm cho mình cái một pin ha. Đây ở dưới sau này là chỉnh giờ, chỉnh báo thức ha. Đây đó, đồng hồ hoạt động nha, gắn pin vào nó đã quay rồi nha các bạn. Cái cái kim ở dưới là báo thức này. Cái on nè, off là mình tắt báo thức nè, on là mình mở báo thức lên ha, là mình phải mở lên nữa, đó mình bật nó lên báo thức lên đây, mình mở giờ, đúng 12 giờ, rồi ngay giờ mình sẽ dặn nha, đây là đang 12 năm giờ. Có cái đèn đấy nó cho mình nè các bạn đó, mình xem giờ tối á, cái nút này nè đó, cái nút này là mình bấm có đèn nè đó, các bạn thấy không đó, có đèn này nó sẽ sáng lên, mình sẽ biết được bây giờ mình xem, nếu như mình xem tối mình sẽ tháo pin ra ha, tháo pin ra để nhau cho mình, nó tặng kèm cho mình pin luôn ha. Đấy, đó. Có đèn và thay tặng cho mình một cây bút nè, bây giờ mình sẽ học tốt. Cây bút có cái vỏ tinh tuyến rất là xinh. Đơn hàng của Tú Văn ở Trà Vinh. Tú Văn có đặt một hộp móng tay, wow, sắp lấy cho mình màu đỏ rất là nổi bật nè, có đính đá, có hoa luôn, có kim tuyến. Một hộp như vậy là 46.000, trong một hộp như vậy là mình có hai bộ móng tay lận đó các bạn, hai đôi á, hai bộ chứ không phải hai bạn nha. Và tính đi đó là 20 móng á. Wow, và thêm một cái cây son này, son bóng nè, bóng thì dưỡng rất là đẹp luôn, có 40.000 thôi, 40.000 nha các bạn, son bóng. À, đồng thời tặng cho mình thêm một cái sticker dán móng tay nữa. Xin chào Nguyễn Ngọc Khánh Thi ở thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là sẽ tặng cho Khánh Thi hai cái váy đơn giản cho búp bê nhé. Hai cái váy đơn giản cho búp bê. Và Khánh Thi có đặt một cây bút nè, một cây bút nước có kim tuyến nha, bút máy bôi được. Đây. Cái này nha. Giờ mình sẽ mở ra, viết giờ không được liền thôi nha các bạn. Thì mình mở ra nó có cái ống mực này. Nó có cái lường này mình đẩy vào ha, đẩy mạnh vào mình nghe một tiếng một cái chặt. Và làm ống mực nó mới vô được ha. Xong mình đang đóng lại. Mình vũ vũ hoặc mình đóng nhẹ nhẹ xuống cho mực nó xuống rồi mình mới ghi được nha các bạn, mình mới viết được. Cái đầu này là để bôi ha, khi mình viết dơ mình sẽ bôi cái đầu này. Nó có nước có kim tuyến luôn. Mẫu này là 35.000. Cái combo phụ kiện cho búp bê thì combo trong đây nó có rất là nhiều loại, chắc tôi đã giới thiệu nhiều rồi, đã tốn thời gian các bạn, chắc không có đổ ra để chi tiết cho bạn. Thì trong đây nó có là bàn ghế tủ lạnh này, phụ kiện này, giúp cho búp bê tập giỏ, búp bê giỏ sắt dày giá đỡ đầu rất là nhiều luôn. À, có nón, có lược, có giày này, có chén ly này, có phụ kiện một cổ này, có một chải cho nó đang vào cho búp bê luôn, có giỏ sắt, có tiền luôn. Mẫu này là bô 87.000 các bạn nha, 87.000 luôn, cái phụ kiện rất là nhiều cho búp bê, cho dụng cụ rồi. Thì mẫu này là nếu mà mình mua lẻ thì nó tới khoảng 100.000, nhưng mà mình mua combo thì nó chỉ 87.000 thôi. Xin chào Nhật Vi ở Đồng Nai. Bạn tặng cho bạn Nhật Vi một cây bút bạn gấu. Tặng bạn Nhật Vi nhiều bạn thích. Và bạn Nhật Vi đặt là một cái giỏ sách này, giỏ sách hình khủng long. Đó là bạn khủng long rất là dễ thương mà chỉ có là 45.000 thôi nha, 45.000. Giỏ sách mình đây. Đây có được đeo chéo đây rồi đeo đeo tay đấy. Đây không có đeo chéo nha, có đeo chéo trong đây luôn. Đeo kéo trong đây. Mẫu này là 45.000 thôi. Nè, 45.000. Có dây kéo này sắp các bạn. Đó, dây kéo này là nè, rất bỏ vào lại luôn nè. 45.000. Con rất xịn sò luôn các bạn, 45.000 nữa nha. Theo đi, học thêm, rất là sắp tính. Xin chào đơn hàng chị Phượng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Phượng đặt cho bé nhà mình là 3 hũ xì lam. Đó, hũ xì lam ha, xì lam trong, xì lam mây và xì lam bơm. Đây là hũ xì lam trong. Đó, hũ xì lam trong của mình nè. Đó, về nó hơi lỏng nha các bạn, nó hơi lỏng. Thì dây này nó có kim tuyến nữa. Có cái tràm như đây nè, hình cô gái nè, nhưng mà cái xì lam này nó hơi lỏng tại vì sản xuất á, nếu mà sản để mà để hơi lê lâu nó sẽ chảy ra, nó ướt thì sắp có kèm cho mình một này là chắc làm đông bô rác. Thì giờ mình mở ra ha, mình bỏ bô rác vào mình quậy bỏ từ từ thôi, mình có bỏ một lần nhiều thì nó sẽ đông cứng lại, nó chơi không nó cứng á, cho nên là mình bỏ vào từ từ thôi, bỏ từ mình nhào nặng chừng nào nó vừa với tay mình chơi là mình ngưng. Thì cái này hộp này thì nó rất là chắc, này về ra mở nó có chữ open nè, open này là các bạn thấy không, ở open mình mở cái này ra mình kéo ra ha. Kéo ra mình mới mở cái nắp này được nha, chứ đừng có nại nại này hư nắp. Có chữ open nè, mở ra chỗ open này ra các bạn. Đó, giật ra. À, và mình đặt vào một hộp xi lam may nữa nè, này hộp xi lam may. Hộp xi lam may. Đó,
là 30.000, hợp đồng 30.000 hết nha. Đây là hũ slumber, slumber sẽ có kèm tặng cho mình thêm một cái dây tóc của bắp xếp nè. Giờ mình bỏ ra mình trộn chung slumber ha, bỏ trong tiếng hôm nay luôn nè. Nó cũng hơi mềm, nó cũng hơi lỏng nha các bạn. Giờ mình cũng phải mình bỏ thêm bô rác vào, bỏ từ từ vào nha, không được bỏ nhiều, bỏ từ từ thôi. Kèm cho mình tặng cho mình một cái bắp xếp nữa nha. Giờ vậy có slum may là về là chơi liền được, ok. Còn món này về là mình phải bỏ bô rác vào nha các bạn, bỏ bô rác vào. Đơn hàng của anh Nguyễn Trường Long ở Hưng Yên. Anh Nguyễn Trường Long có đặt một cái hộp móng tay màu hồng có hoa, có đính hạt ngọc trai yêu quý luôn. Món này là 46.000. Tiếp theo là tặng cho một cái sticker dán cái móng tay. Bây giờ mình sẽ thích nha. Đây là đơn hàng của Trúc Văn Dì Lập. Đây, và dì có tặng cho bé là hai mẫu sticker này sẽ tặng cho mình nha. Sẽ tặng cho mình cái mẫu sticker này. Các bạn chỉ đặt là hai mẫu sticker như thế này nha. Đây. 14.000. Còn mẫu này nữa, hình dáng giả này là 30.000. Hình TV. Ghép 5.000 một tấm như thế này. Cái này mình tháo ra mình ghép lại, mình tập ghép chơi chỉ 5.000 thôi. Đến mẫu khác nhau nè. Rồi, video hôm nay đã kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cái này là búp lông. Bye bye, chào tạm biệt. Ngoài ra shop còn bán đầy đủ các loại búp bê lớn, nhỏ, trang phục phụ kiện, trang sức và đồ dùng cho búp bê. Có cả những đạn búp bê giấy, trang điểm búp bê, tô màu búp bê, tô màu nổi, tranh cào thang. Song song đó, các sản phẩm đồ dùng học tập của shop FGV cũng rất là đa dạng và được rất nhiều bạn tin tưởng. Kèm theo đó còn có những loại bánh kẹo rất là hot hiện nay cũng được shop bán. Mặt khác, để phục vụ nhu cầu làm đẹp của bạn, shop cũng có bán những cái phụ kiện thời trang, lắc tay, kẹp tóc, mỹ phẩm, móng tay, bông tay, cột tóc, vân vân. Và dĩ nhiên không thể thiếu những cái ba lô đi học xinh xắn, ba lô thời trang đi chơi dạo phố, túi đeo chéo các kiểu, băng đô, quần áo, phủ nhồi bông. Và có cả những đồ dùng cho các bạn trai như là siêu nhân, khủng long, Rubik, bít tông, xe, rồi các dụng cụ âm nhạc, game, xe kệ siêu thị cho các bạn nhỏ. Tất nhiên là cũng có những bạn Lego, Slammy, Galaxy, Slamtron, Slammer, các kiểu giá rẻ. Wow, ngoài ra còn có cả một cái kệ đồ dành cho các idol Hàn Quốc, idol Việt Nam của chúng ta, cũng như những cái móc khóa rất là xinh xắn như thế này. Các bạn ơi, hãy nhanh tay đến với shop Dacky đi, chọn lựa những món đồ yêu quý, xinh đẹp để có chung một giá ship duy nhất nha. Giá ship chỉ từ 30 cho đến 35.000 đồng, một giá ship duy nhất, dù các bạn mua nhiều hay mua ít. Và thật tuyệt vời, nếu như các bạn mua từ 800.000 trở lên thì được miễn phí ship luôn. Wow, các bạn thấy đó, hàng trong shop Dacky đi lúc nào cũng đầy ắp hết, chờ đón các bạn đặt hàng. Và hãy nhớ, nếu như muốn đặt hàng hãy gọi 0937 899 707 để đặt hàng. Đừng quên là xin phép ba mẹ nha. Và shop còn có Zalo, Facebook, Bé Út Chibi 0937 899 707, luôn cập nhật những sản phẩm đơn giá cho các bạn dễ chọn lựa. Và video đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chúc các bạn xem video vui, chọn lựa được những sản phẩm ưng ý, giá ship rẻ, giá ship duy nhất, không cần đắn đo về giá ship. Còn là địa điểm bán hàng uy tín, chất lượng suốt nhiều năm, với phương châm phục vụ hết mình tận tình. Còn bây giờ chắc là phải bye bye rồi. Hẹn gặp lại ở video sau. Đừng quên bấm like và thả tim ra đăng ký thành viên kênh Bé Út Chi Đi để theo dõi những sản phẩm, những đơn hàng mới nhất nha. Chúc các bạn lúc nào cũng vui tươi. Yêu các bạn rất nhiều.